Chuyên gia Mỹ và giới dân chửi khuyên Việt Nam lặp lại sai lầm của Ukraine. Lâu nay, phương Tây và giới dân chửi vẫn thường phối hợp một cách nhuần nhuyễn trong việc vận động Việt Nam kết đồng minh quân sự với Mỹ, tách khỏi Trung Quốc và Nga. Họ làm vậy vì kỳ vọng rằng khi Việt Nam lệ thuộc vào Mỹ rồi thì sẽ buộc phải thay đổi thể chế và Mỹ sẽ đưa họ lên lãnh đạo. Lần này, họ lại đang biến cuộc chiến tranh Nga Ukraine thành cái cớ để hô hào Việt Nam thân Mỹ. Mới đây, giới dân chửi đã chuyển tay nhau một bài viết của Derek Grossman, một cựu cố vấn của Lầu Năm Góc. Bài viết mang tên "Đối với Trung Quốc, Việt Nam là mục tiêu dễ đánh chiếm hơn Đài Loan". Để minh chứng điều này, Grossman viết rằng Đài Loan đã kết đồng minh quân sự với Mỹ nên được Mỹ cung cấp vũ khí để bảo vệ. Còn Việt Nam thì chưa. Bài viết của Grossman có đoạn: Việt Nam không có liên minh an ninh với bất kỳ cường quốc hoặc mạng lưới liên minh nào. Đó chính là điều khiến Việt Nam dễ bị tấn công. Chính sách đối ngoại không liên kết của Hà Nội kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, có nghĩa là Trung Quốc có thể tấn công Việt Nam mà không sợ bị các quốc gia mạnh hơn trả đũa. Mặc dù quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng quan hệ đối tác toàn diện của Hoa Thịnh Đốn với Hà Nội vẫn ở cấp độ quan hệ đối tác thấp nhất trong hệ thống phân cấp của Việt Nam. Sự sụp đổ của Liên Xô khiến Việt Nam cảm thấy bị các liên minh hắt hủi, đến mức Hà Nội thậm chí không có liên minh an ninh với người bạn lâu đời là Nga. Điều này khiến Việt Nam thật sự đơn độc ở Biển Đông. Nếu so sánh Philippines cũng có các tuyên bố chủ quyền chống lấn với Trung Quốc, nhưng Manila có thể dựa vào quan hệ đồng minh với Washington để lớn tiếng đáp trả Bắc Kinh. Lập luận của Grossman đầy lỗ hổng và bài viết này mang tính tuyên truyền một cách lộ liễu. Trước hết, Grossman đã quên rằng Ukraine bị tấn công vì định tham gia NATO, tức là trở thành đồng minh quân sự của Mỹ. Qua đó, khiến Nga cảm thấy bị đe dọa về mặt địa chính trị. Mới đây, ông Joseph Borrell, quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU, đã thừa nhận rằng NATO mắc sai lầm khi hứa kết nạp Ukraine. Hiện nay, Ukraine vẫn đang để ngỏ khả năng không tham gia NATO để chấm dứt chiến tranh. Grossman dục Việt Nam kết đồng minh quân sự với Mỹ thì cũng chẳng khác gì xui Việt Nam bước vào sai lầm của Ukraine và khiến Trung Quốc coi Việt Nam là một mối đe dọa địa chính trị. Thứ hai, ai nghĩ Mỹ sẽ bảo vệ Việt Nam khi có chiến tranh? Hãy xem họ đã đáp trả thế nào với những lời kêu gọi giúp đỡ từ Myanmar, Afghanistan và Ukraine. Hãy nhìn cách Mỹ bỏ rơi chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Đến bây giờ, các ông bà cờ vàng vẫn xui Việt Nam kết đồng minh với Mỹ thì đúng là không biết nghĩ cho dân tộc và không biết xấu hổ.